Này ơi, ai ơi, Dùng ơi à, Dùng rằng chia rẽ chốn này là chốn này, chia rẽ Bắc Nam mơ. Cảm ơn các bạn đã kể chuyện cho, và qua đây anh sẽ hiểu được rất nhiều và là có những thông tin để có thể đi truyền bá cho mọi người về một trong những tấm gương mà mình đã biết, thế để biết thêm một trường hợp như là trường hợp của em. Thì nghe giọng nói của em đó, thì người ta khó biết là em bị bệnh nặng như thế, cho nên cái giọng cũng còn rất là khỏe. Em mới đi truyền về được đúng hôm nay là được một bàn, tức là truyền hóa chất. Hóa chất là một bàn truyền theo cái yêu cầu, không phải yêu cầu của anh đâu mà là yêu cầu của tất cả mọi người đều được xem đó. Tại vì là họ cũng muốn rằng là một cái người bệnh nhân nặng như thế đi truyền hóa chất về là mới mỏi mệt như thế, nhưng mà bây giờ vẫn có thể hát được, cho nên em hát hay hay là không hay thì đây cũng là một cái món quà tặng cho mọi người tuyệt vời. Em xin hát bài Giữa Mặt Con Mưa. Rồi, Giữa Mặt Con Mưa của tất cả những người. Thật sự là em rất thích. Nhớ Hãy subscribe.
chiến